Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel mình đây từ từ bà đạo người nha. Xin chào anh em của game Poker là trên mình từ từ bà đạo bạn nào. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chưa vào video cho anh em xem video và like share thì đăng kênh nó phạm xin nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi thì không săn cốt, mình game này không phải săn cốt quà anh em, nhưng nói chung thì cũng đi vui chơi sự kiện điểm qua các tài nguyên các kiểu anh em nhé. Trong mắt thì xem nào. Ồ, được hai phát này. Đây được 300 kim cương. Còn ca xanh này được 5 phát à. 10 dương. Được anh em. Lên nhìn 60. Được rồi đi anh em nào. Tôi thỉnh thoảng đi câu cá. Lâu lắm rồi mình cũng mới rảnh mình đi câu anh em. Đầu tiên thì ghé qua phía ngoài tí anh em. Đi đây. Nghe phần. Rồi, thư anh em này có quà gui này. Quà xếp hạng gui anh em. À đây nữa này, giải là ngon. Rồi 5k89 rồi anh em. Hôm nay thì cũng ghé vào lân hoa quả cho cháu nó là chính nữa anh em. Đây lân qua hoa quả phát các bạn. Hôm nay sẽ là úp hoa quả các bạn nhá. Rồi. Đam dần thì bao nhiêu? Hai phát nữa đúng không? Ok các bạn, hai phát nữa các bạn. 1 2 chơi luôn anh em, hôm nay chơi luôn á. Hôm nay đủ rồi, nó úp luôn các bạn. Đây, hôm nay úp hoa quả đây các bạn. Rồi. Đấy. Ui lần này hết 2 4 6. Ui lên tầng 2 hết anh em. Ô lên tầng 2 có kim à. Wow. Tăng speed chơi anh em. HP. Ui, đột phá cả cổ chiến anh em, đùa đâu ạ. Wow, ông có con cả mét được chiến anh em, đùa đâu ạ. Mét cho mày cổ anh em, sorry. Mét thôi chứ chưa gọi là cổ được, mét được chiến anh em. Ồ. Cả mát đâu, chưa mát mà. Vô vô. Thế nào? Ở dưới này tôi thấy như cũng có độ anh em, từ từ xem nó độ bao nhiêu. 16 điểm, 16 ấy anh em được 10 điểm, đây đổi được 200 điểm thôi các bạn. 200 điểm này mà lâng là nói tính ra là cũng không được nhiều đâu anh em. Đây gọi nhìn này thấy rồi. Uầy. Đột phá 100k lực chiến nghe phê nhờ. Cái nhận cái này thì chỉ có ấy thôi anh em. Như là gu nhận dần thôi, gom dần thôi anh em. Nhu nhu phê hay. U là 100% đúng không biết phải không hay là còn lên nữa anh em. Chúng ta không xem được à? Tính anh em. Đủ quá phê các bạn. Ok, chúng ta ghé qua bên fanpage anh em nhé. Ok các bạn, lâu lắm rồi mình ghé fanpage vì tôi nhớ bữa nào nó đang sự kiện nhắc nhở thời gian xếp hạng. Không phải cái này anh em. Đâu rồi, bữa thì nhà phát hành đăng vụ ấy mà sao chưa thấy ta bản quay kim cương. Ok các bạn, từ từ. Đi đây. Nhằm chào đón đến giới Tùng Vương, nhà phát hành Poke sắp ra một số event hấp dẫn để giúp các bạn chơi game vui vẻ. Ủa? À, điểm danh nhận quà ngon. À, rồi 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 các bạn. Hôm bữa tôi tưởng trực tiện web, tôi hóng máy mấy ngày hôm nay mà không thấy đâu mà ghé qua xem thế nào mà chưa thấy anh em. Thế nào biết là có sự kiện web không được biết, nhưng mà nghe bảo là sắp có mê cung giới hạn anh em nhé. Cái này thì không biết là các bạn nào có thông tin chính xác, đính chính phát cảm ơn nhiều. Thấy nhiều anh em nói quá. Ok, vậy quay trở lại game nào anh em, quay trở lại game nào. Bình thường này xem có cái gì đổi được bình thường không nhỉ? Bình thường xem này chúng ta có thể mang đi đổi được cái gì không ta? Đồ kỳ tích anh em, xem này bình thường có thể đổi được cái gì ngon ngon không? Ồ, 300 nó bình thường đổi được một viên HP này. Ngoài ra đổi được cái gì nữa không? New kick. À, được 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 anh em. Vẫn là thẻ đột phá các bạn, vẫn đổi thẻ đột phá. Hiện tại là tôi đang thiếu mấy cái lưu kích nhỉ. 5 cái lưu kích anh em. Từ từ đánh boss đi. Lâu lắm rồi các bạn. Ui 88 vé luôn ạ. À. Đi săn phát các bạn. Cái này auto nó nhanh hơn, nhưng thôi đi đánh phát anh em. Mà đánh thì bỏ qua auto đi. Chắc tôi auto anh em, auto xong tôi quay các bạn coi nhá. Ok bạn xong.
Xong đây là hết lửa thôi các bạn nhé. Thiếu làm mấy nữa thôi. Ủa kìa, lại nở tay vào đánh luôn rồi. Nhận được nhiều, các bạn muốn nhận được nhiều xào huyệt mê cung quên boss kiểu này thì anh em đừng 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 ấy vội. Kiểu nhận được các bạn đừng 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 đẩy vào đánh luôn anh em, cứ để đấy như này. Đó, anh em để đây. Đấy. Cứ để dành đấy các bạn, tí là nó nhiều hơn. Rồi bốn cái link kích rồi. Ngon anh em. Đó, nhận nhẹ các bạn sẽ nhận được vé hơn này. Hôm nay hơi ít vé à. Ồ, được 2 vé các bạn. Ok, hôm nay hơi ít vé nha. Thôi đánh thôi, biết sao giờ anh em. Ít thì ít mà nhiều thì nhiều, không phải đánh thôi anh em. Đó là nói. Nhân, ui, từ nhân 1 các bạn. Không phải như mình nghĩ các bạn, ui. Cái này kiểu combo lâu dài chứ không phải nhân 1 đâu anh em. Nhìn vậy thôi chứ không phải vậy các bạn. Đó là, ui, các bạn ấy nhỉ, toàn PR đấy nhỉ. Rồi. Gọi là được anh em, xơi tái hết. Ui. Bá chủ à. Để luôn anh em. Hạ luôn. Một ping. Yo. Nghe thấm nhờ, phát sau nghe thấm nhờ. 34k speed anh em. Xem nào. Úi giời. Úi giời. Được của nó anh em. Tiếp tục nào. Nhận quà. Hết lượt anh em, rồi. Thế lượt à. Rồi ok các bạn. Hôm nay sẽ úp huy hiệu anh em nhá. Tăng cấp nào. Tăng luôn anh em, anh em đủ thì tăng thôi. Nếu kích nào anh em. Ô nếu kích nên mở cái bền mà 110 cái nữa. Ở kia 10. Mà giờ chúng ta có 17 rồi anh em. Vậy là vị trí còn thiếu có 93. 93 cái nữa anh em là mở ra được cái bạo. Ok lần bền lên tí đi anh em. Nào lên nào, up level anh em. Tốc độ chạy level nào. Rồi 40 được rồi anh em. HP lên nào. Ok lên 34 lên nào. 34 anh em, ngon lành. Khó quá, càng quá trời luôn. Thiên phú lâng nhẹ cái. Tạm bộ ổn. Trích túi xem còn gì nghịch nữa không anh em. 10 cái ảnh vừa mới mở này. Nhìn anh quanh này cũng hết rồi anh em, hết thứ để chơi rồi. Cái này ngày mai quá đủ các bạn, ngày mai này 70 cái nữa thì ngon. Giờ như còn mối vào phe đoàn đánh boss thôi anh em. Đây. Đi nào. Đấy. Còn Udova tôi cũng khá bọt rồi anh em. Nói chung lên lưng quả trái cây lên 100k lực chiến nghe cũng được của nó đấy anh em. Rồi vẫn thua bên nào các em tôi. Em tôi nhìn speed nó gần 30k. Mà đây cháu của tôi speed mới được hai mấy k. Vàng thế nhờ. Bây giờ còn phải bồi đắp nhiều các bạn. Có một ra đơn giờ 21k là cũng cao chứ. Ok sẽ thất bại. Vừa nãy ăn mà sao lại thất bại rồi. Hay ra đổi ít thẻ đột phá về đột phá cho nó nhờ anh em nhờ. Nên phải ít thẻ đột phá ta. Giờ lên thì không thua lắm. Tiếp tục. Bèm luôn anh em. Thế là hết nhiệm vụ ngày hôm nay. Cơ bản là vậy. Ok lại thua nữa. Vô lý thế nhờ. Cứ kiểu lượt được, một lượt được, một lượt mất anh em. Rồi cũng xong. Hoàn tất, tối nay lại chiến gui anh em, lại hóng quà gui thôi, 5k6 kim cương rồi. Đấy, tuần này mà có ra vòng TZ là cũng không sợ các bạn, đón đầu rồi không sợ nữa.
Thôi video này chắc kết thúc thôi anh em nhé. Mọi người ở clip theo, cảm ơn các bạn đã theo video kênh Tự Tử Bá Đạo nhiều giờ thì. Bye bye.